thưa quý vị, trên video là quang cảnh trên xa lộ Hà Nội thuộc phường Thảo Điền, quận 2 cũ, tức là thành phố Thủ Đức bây giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy rằng là cái đường phố nó chưa nhộn nhịp, chưa đông đúc bằng cái thời điểm cách đây 4 tháng, tức là ở cái thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh Covid lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái quang cảnh nhộn nhịp trên đường phố đã dần dần trở lại. Thế thì liên quan đến cái vấn đề là dịch bệnh, có một cái tin rất là nóng là vào ngày 11 tháng 10 năm 2021, chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 trên NQ/CP. Khi mà ra cái nghị quyết 128 này thì có nghĩa là chúng ta đã quyết định tạm thời không áp dụng các cái chỉ thị 15, 16 và 19 đã từng áp dụng trước đây. Thế thì chúng tôi muốn cung cấp cho mọi người cái nội dung tại quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, có nghĩa là không phải như trước khi có cái quy định này ra đời, mỗi tỉnh một kiểu, mỗi địa phương một kiểu, không ai giống ai cả, áp dụng lung tung tùng phèng hết, phép vua thua lệ làng, mỗi địa phương là một pháo đài. Thì bây giờ cái quy định này sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành, ủy ban dân tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, văn phòng, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người, và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân. Trường hợp các quy định hướng dẫn của Trung ương không phù hợp khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly vùng, phong tỏa ổ dịch nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 điều 1 của nghị quyết 86/NQ/CP ngày 6 tháng 8 năm 2021 và các chỉ thị 15/CT/TTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 16/CT/TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020, chỉ thị 19/CT/TTG ngày 24 tháng 4 năm 2020, nghị quyết 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp cần phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn các biện pháp quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng các cái chỉ thị 15, 16, 19 sẽ chấm dứt vai trò của mình. Đây là những cái chỉ thị rất là nổi tiếng trong suốt thời gian qua. Và bây giờ bằng nghị quyết 128 thì có thể các cái chỉ thị này sẽ chấm dứt cái sứ mệnh lịch sử của mình. Quay trở lại với cái nghị quyết 128 thì chúng ta có thể thấy rằng là biện pháp áp dụng cái nghị quyết 128 sẽ theo cấp độ dịch, cụ thể là các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ dịch. Các cấp độ này bao gồm cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, và cái nghị quyết này áp dụng cho hai cái đối tượng, một là đối với tổ chức cơ quan doanh nghiệp, hai là đối với cá nhân. Các tổ chức cơ quan doanh nghiệp cũng là áp dụng theo cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, và các cái cá nhân cũng sẽ áp dụng theo cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. Chúng tôi cũng đưa các cái nội dung cụ thể của nghị quyết 128 này lên trên màn hình để mọi người có thể theo dõi chi tiết hơn. Đối với tổ chức cơ quan doanh nghiệp thì sẽ có 9 cái biện pháp tương ứng với từng cấp độ. Trong khi đấy, đối với cá nhân thì có 4 biện pháp. Chúng ta có thể xem kỹ các cái biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch của cái nghị quyết 128 này ở trên màn hình.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là tùy theo cái từng cái giai đoạn dịch mà chính phủ sẽ đưa ra các cái chỉ thị hay là nghị quyết liên quan đến cái việc phòng chống dịch bệnh. Và đương nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái dịch bệnh mà chưa có tiền lệ, cho nên là có rất là nhiều điều, càng làm thì chúng ta càng rút ra được nhiều kinh nghiệm, rút ra được nhiều bài học để có thể áp dụng cho việc phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.